Hi, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà các bạn thắc mắc rất nhiều, mà những ai đi future này sẽ biết nha. Thì tại sao những cái chiếc future nó lại yếu như thế? Thì khi mà cái xe future nó ra đúng không, các bạn mua về cứ nghe nói là chạy nó rất mạnh, nó rất là ngon. Nhưng mà khi mà mình mua về thì cảm giác là chạy nó rất là yếu. Số 3, số 4 nó đuối rồi, nó mất hậu rồi, cái gia tốc của nó khi mà mình vặn số 3 nó rất là rù. Thì mình gặp cực kỳ nhiều những người hỏi thắc mắc, nhiều người mà người ta làm, người ta chán cái xe đó, future đó, người ta bán luôn, người ta không chạy luôn các bạn. Kiểu là nó bực mình quá. Cho nên là hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề này và cách khắc phục của nó làm sao. Mình bảo đảm là những cái điều mình nói thì hoàn toàn là trong kinh nghiệm mà mình đã thực hành được thành công rồi. Thì cái xe future đó nếu mà nó yếu, có những người thì người ta đi làm nồi, đúng không? Làm bộ nồi lại để chạy cho nó bốc hơn. Rồi có người thì người ta thay cam độ. Rồi có người làm cái nọ cái chai ấy, làm lung tung để cho nó bốc hơn. Thì khi làm xong ấy, có review là mình coi mấy cái video là có review là trải nghiệm như thế nào, thì chủ xe thì cũng nói là thấy cũng bốc hơn một chút. Nhưng mà mình nói thật với các bạn, cái đó nó chỉ là cảm giác nhất thời của các bạn thôi, chứ khi mà các bạn chạy một thời gian ngắn thôi, các bạn sẽ biết một điều là nó sẽ không bốc hơn. Cái đấy là mình nói sự thật, cái trải nghiệm chính xác của mình, và mình đã làm cho nhiều người. Thì tại sao mà bao nhiêu người xung quanh người ta đang giải quyết những cái vấn đề mà cái xe future nó yếu, người ta đã giải quyết rất nhiều rồi, mà tự nhiên mình là một cái thằng ở đâu chưa có một cái clip nào về cái xe future này mà tự nhiên lại dám nói như vậy. Thì mình cũng nói sơ qua cho các bạn biết là mình đã làm nghề sửa xe này từ năm 2004 đến giờ. Mà mình đợt trước mình làm ấy, là mình làm ở trên khu vực Bảo Lộc, là cái khu vực nó chuyên ra đồ chở nặng nhá. Ý là xe neo đồi neo núi, xe chở gỗ lậu, là mỗi lần kéo gỗ là kéo 4-5 tạ á. Rồi là chở cà phê thì 3-4 bao, mỗi bao là cỡ khoảng 50kg. Thì 4 bao là 2 tạ với lại người trên xe, và là phải đi đường dốc, núi rất nhiều. Là mình chuyên gia làm những cái xe đó. Thì mình làm từ năm 2004 tới năm 2017. Thì bắt đầu mình mới chuyển qua, mình làm những dần dần những cái xe này và mình tập làm YouTube nha. Cho nên các bạn không coi được những cái video đó. Thì mình thời đó mình chưa làm video cho nên các bạn chưa biết. Nhưng mà mình là được trước là chuyên gia làm những cái xe đi cày và những cái xe đi rừng chở nặng, rồi là những cái xe hiệu suất cao đó. Thì cái này không phải là khoe mẽ hay là bất cứ một điều gì các bạn ạ, nhưng mà mình nói như vậy ấy, là để cho các bạn biết là mình cũng đã làm cái xe đó lâu năm và mình đã có kinh nghiệm ở trong nghề, chứ không phải là những người mà nói sơ sơ qua rồi nói cho vui à. Thì cái xe future này nó gặp hai cái lỗi, không phải là hai cái lỗi mà cái này là hai cái thiết kế của hãng mà nó không phù hợp với các bạn. Cái đầu tiên là cái tỷ số nén, cái thứ hai là cái tỷ số chuyển động. Thì cái tỷ số nén là như thế nào thì mình sẽ giải thích nha. Như những cái xe Rimway ngày xưa ấy, thì nó là tỷ số nén của nó 9.0/1. Rồi cái xe future của mình ấy là 9.3/1. Còn như kiểu Winner là những cái xe mà thể thao ấy, thì cái tỷ số nén nó sẽ căng hơn, là tỷ số nén 11.3. Thì tỷ số nén nó càng căng ấy, thì cái hiệu suất máy nó càng lớn nha. Còn nếu mà nó nhỏ, nó giãn như kiểu là future thôi thì nó chạy nó cái hiệu suất nó sẽ không cao. Thì nó hãng người ta là cái mục đích người ta làm như vậy, chứ không phải là người ta không biết đâu em ạ. Người ta làm tỷ số nén nó giãn như vậy thôi là để cho cái động cơ nó được bền hơn. Wow, khi mà tỷ số nén nó căng ấy thì cái tác động của động cơ vào cái máy của mình, nó tác động của piston, tác động của cái nổ, cái lực nổ của nó sẽ tác động lên cái máy của mình lớn hơn, thì cái xe của mình nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cái đấy là tính toán của hãng, nhưng mà cái này sản xuất cho cái số đông, cho rất nhiều người chạy ấy, cho nên người ta ra một cái mẫu số chung vậy chạy cho nó bền. Cái đấy là cái tỷ số nén. Giống như ngày xưa mình làm nghề ấy, thì những các bạn chắc chắn là cái thời của mình thì sẽ biết chiếc 81 rồi là chiếc Rim rồi là chiếc City các kiểu, đúng không? Thì những cái xe đó tỷ số nén rất thấp thôi, nhưng mà các bạn chạy ấy, các bạn bảo sao mà cái xe đấy nó lực như vậy, lên dốc nó chạy mầm, đúng không? Nhưng mà thật ra nó tỷ số nén vẫn là thấp nha. Tại vì nó khi mà mình chạy những cái xe 81 hay chạy những cái xe Rimway rồi City thứ ấy, mà các bạn lên dốc chở nặng đồ ấy, mà các bạn chưa làm máy lại ấy, thì các bạn phải thay đổi cái tỷ số chuyển động là thay đổi cái nhông ấy. Như mình là bình thường các bạn hay thay là thay cái nhông, đúng không? Nhông trước nhỏ thôi, như kiểu nhông trước nhông 12 thôi, nhông sau nhông 39. Đó thì cái lực tải của nó sẽ lớn hơn, thì cho nên là các bạn sẽ thấy nó mạnh hơn nhá. Nhưng mà khi các bạn mà chuyển về cái chế độ của nhà sản xuất mà các bạn đi chở, nó sẽ cũng sẽ rất là yếu đó. Thì nếu mà xe làm cho nó mạnh ấy, thì mình phải làm cái đầu tiên khắc phục, đó chính là cái tỷ số nén. Như những cái xe 8190 rồi là xe Rimway ngày xưa ấy, thì
cái tỷ số nén của nó mình làm căng hơn. Như kiểu 8190 ấy là piston đầu lõm nha, nó là tỷ số nén là 9.0 thôi. Khi mà mình làm máy lại ấy, thì mà mình làm trái piston đầu lõm đúng không, thì mình cũng để cái bộ nhông tải đi 12-39 đi, mình chạy nó cũng sẽ bình thường thôi, nó không lực lắm đâu. Nhưng mà chỉ cần thay đổi một chút tỷ số nén các bạn. Như mình á, kinh nghiệm của mình nói thợ nha, là cái mình hay xài piston 700, những cái xe mà giống như DHDD ấy, piston 700 là cái chẻo đầu của nó rất lớn, cho nên cái piston của nó piston lồi. Thì mình lấy cái piston 700 đó mình chế cho cái xe 8170 là piston đầu lồi nha. Không phải là đầu bằng các bạn ạ. Ý là bình thường thì mình gia tăng tỷ số nén là mình chơi đầu bằng đúng không? Nhưng mà cái này mình chơi đầu lồi luôn. Để cho cái tỷ số nén nó cực căng, khi mà mình đem đi mình roda cái thứ xong xuôi mà đưa cho người ta đi chở là nó cái xe của mình nó khác hẳn luôn các bạn. Lực máy nó hơn rất là nhiều, chở cực kỳ khỏe luôn. Thì khi mà các bạn cho cái tỷ số nén căng hơn ấy, các bạn sợ róc máy thì mình vẫn nói với khách ấy là bảo là cái này đi piston đầu bằng hoặc là đầu lồi thì người ta cứ bảo là sợ là nó róc máy được các kiểu. Tại vì zin của nó mình lên ga mình đã nghe cái tiếng thốn máy rồi. Nhưng mà cái đấy là tiếng thốn máy các bạn ạ, không ảnh hưởng. Mình lên tỷ số nén nó cũng sẽ không róc máy nha. Thì cái tỷ số nén mỗi người căn một kiểu, nhưng mà như mình ấy thì mình hay căn cho người ta là 12.0/1. Đó thì cái tỷ số nén của Future còn của Rimworld thứ mình cứ làm cái tỷ số nén cho nó gần cái mức 12 nhất. Còn như những cái xe thể thao này thì 12.5 nha. Đó. Thì cái tỷ số nén mình gia tăng thì cái xe nó của mình nó lực hơn rất là nhiều. Còn một cái nữa đó chính là mình sẽ xoáy cái trái lớn hơn. Như kiểu rim ấy là 100 piston 100 là nó sẽ piston 50, đường kính là 50mm thì mình sẽ lên trái 52.5. 52.4 là của Way là 110 thì nó sẽ cái xin anh nó lớn hơn đúng không? Mà cái thể tích chẻo vẫn giữ nguyên thì cái tỷ số nén nó cũng lớn hơn và cái phân khối của mình lớn hơn thì chạy nó cũng sẽ lực hơn. Thì tại sao mình lại nói dài dòng về mấy cái xe đời cổ này làm gì? Ý là mình nói về những cái xe đời cổ đó để mình so sánh với cái này. Tại vì cái động cơ nguyên tắc của nó hoạt động nó y chang nhau á. Rồi bây giờ trở lại cái xe Future nó yếu nhá. Thì nếu mà khi mà cái xe Future nó yếu đúng không, mà các bạn làm cái nồi lại á, thì nó sẽ không làm cái xe của các bạn mạnh hơn. Khi các bạn qua số, mình đá số gấp ấy, cái nồi zin của nó, cái lò xo nó yếu, nó sẽ bị trượt đi một tí xong rồi nó mới bám ấy. Thì cái cảm giác của mình nó sẽ không, xe của mình sẽ không được bắt dính và nó sẽ không ok. Tại vì đa số chúng ta sẽ hãng nó cho một cái độ trượt như vậy để cái xe mình nó như kiểu mình có qua số gấp và nó cũng có cũng nhẹ nhàng lướt đi đó, nó có một cái độ trượt để cái xe mình lướt đi, nó sẽ không bị giật. Nhưng mà đa số chúng ta lại thích cái xe là đa số phải là phải giật liền, thì cái đấy thì chúng ta phải làm lại cái nồi đúng không, làm lại thay cái lò xo cứng hơn để cho cái nồi nó bắt hơn. Thì khi mà chúng ta đa số phải nó bắt liền luôn thì chúng ta cứ tưởng là cái xe nó mạnh hơn, nhưng mà khi mà làm cái nồi xong nó sẽ không tăng cái lực máy của mình mà nó chỉ cái nồi cô nó bắt hơn thôi. Các bạn cảm giác đầu tiên các bạn cứ nghĩ nó lực hơn, nhưng mà khi các bạn chạy một vài ngày các bạn sẽ thấy nó không thay đổi gì cả. Cái đó là sự thật các bạn. Những người mà đã làm rồi, những người mà đã chạy rồi, các bạn sẽ có thể là vô đây mà nói mình sẽ đối cho các bạn. Tại vì những cái điều mà các bạn nói lực hơn thì mình sẽ không bao giờ công nhận, tại vì nó nguyên tắc của nó là nó sẽ không bao giờ lực hơn đó. Còn cái thứ hai nữa là các bạn thay cam. Thì hôm nay mình có làm một cái Future cho anh đấy, thì chắc là anh cũng sẽ xem cái video này thôi. Nhưng mà anh kêu là thay cái cam vô để cái xe chạy nó bốc hơn, lực hơn ở số 3, số 4 vặn cho nó lên nhanh hơn. Thì mình có tư vấn với anh ấy là thay cam nó sẽ không lực hơn, nó chỉ có đuối, số 3, số 4 sẽ đuối hơn thôi. Nhưng mà cái điểm mạnh của cái cam độ ấy là khi mình đề 3 thì nó sẽ lướt hơn. Nhưng mà tới số những cái số cao ấy thì cái xe của mình sẽ bị trùng xuống, tại vì khi mà nó hút xẻ nhanh quá là nó sẽ mất cái lực ở những cái số sau nha, ở vòng tua cao nó mất lực đó. Cho nên là mình cũng nói với anh, nhưng mà anh thì cũng bảo cứ thay thì ok, mình cũng sẽ thay cho luôn. Tại cái xe đấy mình không review lên, tại vì làm không đúng theo ý của mình, không đúng theo cách của mình, cho nên mình không review lên làm gì cả. Thì thay cái cam như thế nó cũng sẽ không làm cái xe của mình lực hơn. Mình cũng coi trên mạng có những người mà làm Future là cũng thay cam độ các kiểu để cho cái máy nó nhanh hơn, nó lực hơn các bạn. Nếu mà thay cam đúng các bạn, thay cam độ đúng ấy, thì cái xe của chúng ta nó sẽ vọt hơn. Nếu mà chạy đường trường mà nó không bị mất hậu chăng nữa thì nó lên được 120, hơn 120 một chút là cái xe mình nó lướt hơn đúng không? Nó lướt hơn, nhưng mà khi mà chúng ta chạy mà số 3 đang chạy từ từ, chúng ta vặn lên ấy, nó cũng sẽ không bao giờ lực hơn. Nó cũng cứ đù đù đi thôi, giống như zin hoặc là tệ hơn zin thôi, chứ không bao giờ mà hơn zin được.
Cho nên là mình giải quyết cái nồi là cũng đúng, là với cái mục đích của mình làm cho nó bắt hơn chứ nó không mạnh hơn nha. Còn nếu mà làm cái cam để cho nó mạnh hơn ấy, thì mình đảm bảo với các bạn nó sẽ không mạnh hơn. Tại vì mình những cái đấy mình giải quyết nó không có đúng cái mấu chốt của nó là cái tỷ số nén. Thì cái xe 125 vậy thì mình, nếu mà các bạn những cái xe đời mới quá mà những cái xe có mới chạy được có vài trăm cây hoặc là vài ngàn cây mà làm lại thì nó sẽ rất là uổng. Cho nên là mình có một cái cách khác để tí mình sẽ nói ở phần sau về tỷ số chuyển động. Còn cái tỷ số nén là những cái xe mới đấy, tỷ số nén đấy, nếu mà muốn cho nó tỷ số nén cao hơn thì cái việc duy nhất là mình phải tháo ra, mình thay quả piston khác để piston đầu mình làm cái đầu cao hơn, rồi mình căn tỷ số nén cho nó chính xác. Như mình thì tỷ số nén là 12 đó, là căn chính xác tỷ số nén là 12 thì cái máy của mình nó sẽ, cái lực máy của 125 nó sẽ phát huy hết lực máy của 125. Ý là hết lực máy của 125 nha, các bạn đừng so với 150 đó. Còn cái piston mà zin của hãng ấy thì nó chưa có phát huy hết cái lực máy của 125 đâu các bạn. Cho nên là mình sẽ, nếu mà như mình làm, mình sẽ làm cái piston đầu bằng căn tỷ số nén 12 đó, là chỉ có cách đó thôi nha các bạn. Các bạn có làm bất cứ một cái gì thì nó cũng sẽ không bao giờ làm cái máy của mình mạnh hơn được. Có thay cam độ, thay lò xo đầu, móc chảo, có móc hút xẻ, có làm nồi hay là bất cứ một cái điều gì các bạn muốn thì các bạn cứ làm thử thôi. Có rất nhiều người làm đó các bạn. Nếu mà vô tình mà có coi được video này thì các bạn có sẽ để làm comment nha. Đúng hay sai thì các bạn cứ nói đấy để cho người ta biết, để cho những khách hàng khác biết để có thể làm theo hoặc là không làm theo. Ví dụ dở quá thì bảo đừng làm theo, còn ví dụ ngon ấy thì cứ nói. Khách hàng người ta coi kênh của mình chẳng hạn, người ta vô người ta thấy ngon ấy thì người ta sẽ làm theo. Nhưng mà mình thì mình sẽ không làm nha. Hôm nay là khách yêu cầu thì mình mới thay để cho khách biết thôi, chứ còn mình thì mình sẽ không làm theo cái bài đấy nhá, là sẽ không có lên được đâu. Lực máy 125, piston 125 cứ giữ cam zin, không cần thay cam zin vậy, làm gì cả, không thay cam zin nha. Còn có những người lên trái các bạn, lên trái 54, lên trái lớn hơn 54, 56 cái đó tùy. Có những người người ta lên trái lớn hơn. Nhưng mà bình xăng cơ ấy, thì các bạn lên trái thì nó dễ dàng thôi, các bạn căn bình xăng con rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà trên cái hệ thống phun xăng điện tử FI rồi ấy, mà các bạn phun cái, làm cái trái lớn hơn thì cái tỷ lệ phun xăng của nó sẽ cho 125 đúng không? Nhưng mà cái phân khối mình đã làm lớn hơn rồi nó sẽ bị thiếu xăng. Và ở trên cái kim phun này nó thiếu xăng mà các bạn làm cho nó đủ xăng ấy, thì nó không đơn giản đâu, nó cực kỳ là khó, nó gây ra một cái hệ lụy khác, đó chính là các bạn phải thay cục ECU hết mà chỉnh map được phải 2 triệu mấy, đúng không? Mà giữ rồi kim phun thì các bạn cũng sẽ phải thay một kim phun lớn hơn một chút. Rồi các bạn này phải dyno chỉnh map cái thứ lại làm sao cho nó phù hợp với cái máy này thì nó sẽ gây ra phức tạp hơn rất là nhiều. Cho nên là nên 54 là một cái lựa chọn rồi, đó như tiền thôi, hoặc là muốn mạnh hoặc là như tiền thôi. Còn nên tỷ số nén là đã ok rồi, là giải quyết đấy nha. Đấy đấy là cái cách giải quyết mà gọi là cốt lõi nhất, đó chính là cái tỷ số nén. Rồi cái thứ hai đó chính là tỷ số chuyển động. Cái tỷ số chuyển động ấy, ở trong những cái xe khác ấy, nếu mà như các bạn chạy các bạn sẽ để ý thì các bạn sẽ biết được cái tỷ số chuyển động của WRS 110 Rimway, rồi là cái filter này nó hoàn toàn khác nhau. Như kiểu là cái số 4 đúng không, mình nói cho các bạn tưởng tượng thôi, như kiểu cái số 4 mình vặn cái vòng tua ở 4.000 vòng một phút thì như trên WRS X cái thứ ấy, thì nó chạy được 40 thôi. Nhưng mà ở trên cái xe Future này mà chạy ở cái số 4 mà 4.000 vòng phút thì nó chạy tới 50, 55 hoặc là có khi là 60 km/h được cơ. Thì cùng một cái tốc độ vòng tua máy nhưng mà cái tốc độ vòng quay bánh xe và tốc độ chúng ta đi trên đường thì cái xe Future nó nhanh hơn. Cùng một vòng tua máy nhưng mà Future nhanh hơn. Đó là chính là cái tỷ số chuyển động của chúng ta, là cho cái xe chúng ta di chuyển trên mặt đường. Thì cái tỷ số chuyển động là nó liên quan nhiều thứ các bạn ạ, là do thiết kế máy móc, do cái nhông hú, rồi là do cái cấp số ở bên trong, là người ta làm nhông nó lớn hơn mắt hay nhỏ hơn một mắt thì cái tỷ số chuyển động nó sẽ thay đổi theo. Rồi là cái xe nhông dĩa của mình đi, nếu mà như cái cách của mình làm ở bên ngoài mà mình muốn thay đổi tỷ số chuyển động ấy thì mình chỉ có thay xe nhông dĩa nha. Hoặc là như những ngày xưa ấy, là trên xe đua, xe độ, xe đua ấy các bạn, xe đua ăn tiền ấy, người ta sẽ sắp nhông ở bên trong lại. Bên trong là như kiểu số 1 là số 2 nó sẽ sắp nhông lại để cho nó qua số 2 nó sẽ phóng nhanh hơn xe của cái thằng bên cạnh đi số zin. Đó chính là sắp lại nhông ấy, là thay đổi tỷ số chuyển động của xe mình đó. Thì cái cách đó nó cực kỳ phức tạp. Rồi là phải thay bộ số này nó nhiều chi phí, khó khăn, rã máy.
không? Còn như mình cơ bản đơn giản xe đi đường phố thì mình chỉ cần thay thay cái tỷ số chuyển động là cái bộ nhông sên thôi. Cái bộ nhông sên zin của Future là 10 1436 đúng không? 1436. Thì mình cũng đã làm cho những cái xe mới ấy, mà không rạ máy không làm gì được thì giữ zin nữa thôi, thì mình thay cái tỷ số chuyển động xuống là 1336 nha. Cái nhông trước mình xuống 13 là chạy là cái xe của mình nó sẽ có lực hơn. Cái đấy là một cách giải quyết cơ bản thông thường ở ngoài thôi các bác ạ. Cái đấy là cách gọi là nhẹ nhàng dễ dàng mà tôi mà dễ dàng nhé thôi. Còn nói chung là nếu ví dụ mà giải quyết cái xe đó mà nó ngon lành cành đào hết luôn ấy, thì phải thay đổi chỉ tỷ số chuyển động là một, thay đổi luôn cái cả cái tỷ số nén là hai. Đó là hai cái đó, là làm được hai cái đó là cái xe của mình nó sẽ phát huy tối đa nhất cái lực máy của mình. Còn tại sao mà người ta hãng người ta chế cái ra cái xe 125 mà người ta làm kỳ cục vậy, rồi là các kiểu, các bạn có hay coi người ta quảng cáo không? Xe này chạy được từ 70 60 70 80 km trên giờ trên 1 lít xăng. Nó cái xe đấy người ta đánh mạnh vào cái vùng gọi là cực kỳ đỡ hao xăng, mà người ta cho lại cái tỷ số chuyển động là như bình thường của những cái xe bình thường mình hay chạy ấy, thì cái xe nó sẽ không đỡ hao xăng được như vậy đâu các bạn ạ. Tại vì cái tỷ số AEF của nó là tỷ số xăng gió của nó là nó đã phải bắt buộc phải về cái mức đấy là cái xe của mình nó mới chạy ngon, động cơ mình hoạt động ổn định đúng không? Mà ví dụ nó bớt xăng đi ấy, thì cái xe mình nó sẽ thiếu xăng, nó sẽ không chạy được. Thì cái cách đó là không phải cách của hãng làm. À, cách của hãng là mình nó chuyển đổi cái tỷ số chuyển động cho cái xe của mình nó chạy chạy đường trường nó lướt hơn, nó đỡ hao xăng hơn. Nhưng mà cái điểm yếu của nó đó chính là chạy ở trong đường phố, khi mình vặn ga lên tỷ số chuyển động nó lớn quá, mình vặn ga nên nó cứ đù 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 đù, nó phải có chớn thì nó mới chạy được, còn khi mà mình lên ga nó sẽ không bốc ngay lập tức đó. Thì mình muốn nói thêm cho các bạn về một cái phần về cái xe Future thôi. Future trước hay Future giờ nó cũng yếu các bạn ạ. Có nhiều người bảo Future trước nó khỏe hơn, Future bây giờ nó yếu quá. Cái đấy là do cảm giác của các bạn thôi. Ngày xưa này chạy những cái xe 50, chạy xe 70, chạy xe 100 thôi. Các bạn leo lên xe Future, cái cảm giác nó cực kỳ là mạnh, rất là sướng. Đúng không? Với lại một phần nữa là cái ngày xưa bình xăng cơ ấy, nó cái tỷ lệ xăng gió nhiều khi nó đậm đặc hơn thì nó cũng bốc hơn một chút, mình công nhận. Nhưng mà nó không có vượt trội đáng kể hay là gì đâu. Nhưng mà bây giờ là cái xe phân khối lớn các bạn chạy nhiều rồi, cứ 125, 150 các bạn chạy đầy đường rồi. Cho nên nhiều khi mình ngồi lên cái xe này cái cảm giác của mình không được như ngày xưa là mình đang chạy từ cái xe 100 mà mình lên 125, cảm giác nó sẽ cực kỳ vọt đúng không? Còn bây giờ các bạn đang chạy 150, các bạn xuống 125 các bạn chạy tự nhiên thấy nó cái kiểu gì nó rất đuối. Cái đấy là về phần cảm giác nha. Còn về phần kỹ thuật thì nó là như nhau. Cái tỷ số nén như nhau và cái lực máy nó cũng như nhau nha. Chứ không phải là cái Future đời đầu nó sẽ lực hơn nhiều và cái Future đời sau nó làm yếu, nó không có đâu các bạn ạ. Cái đấy là do các bạn cảm giác rồi các bạn suy đoán thôi. Rồi. Thì cái mục đích mình làm cái video này ấy, để cho các bạn có thêm thông tin về cái xe Future này thôi. Có như rất nhiều người ta phản ánh là xe này sao nó chạy yếu quá, nó đỡ hao xăng thật đấy nhưng mà nó yếu quá, chạy mình vặn ga nó đuối quá. Số 3 vặn nó chả chịu đi gì hết, nó phải có chớn thì nó mới phóng được. Còn nếu ví dụ là đi đường trường hay là nọ là cứ phải ru ru ga rồi là về số 2, số 1, có khi lên dốc phải về số 1 mà lên ấy. Dốc lại 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 chút thôi là phải số 1 với số 2 mới đi được. Đó. Nó chỉ có cơ bản thôi, liên quan tới cái tỷ số chuyển động của mình. Còn cái tỷ số nén thì nó cũng gọi là cơ bản như những cái xe từ trước giờ, tỷ số nén là 9.3 là cũng ok các bạn. Rồi tỷ số nén của Dreamworld ngày xưa nó chỉ có 9 chấm thôi, chứ không phải là 9.3 nữa. Cái này 9.3 là tỷ số nén là cũng ok rồi. Nhưng mà cái tỷ số chuyển động của nó quá lớn đấy. Ý là cái vòng tua máy 4.000. Nó chạy được 55 km/h. Còn những cái xe khác, những cái xe đời trước mà tỷ số chuyển động của nó thấp hơn đấy thì mình vặn vòng tua máy 4.000 thì cái xe mình mới chạy được có 40 hay 50 thôi, với cùng một cấp độ số, cùng một vòng tua máy mà cái xe nó của mình nó chạy sẽ khác. Đó là nó liên quan cho nó cũng liên quan tới cái lực máy rồi liên quan tới lực kéo của mình nha. Đó thì đó là những cái kiến thức cơ bản mà thì cái này nói ở trên video mình cũng không có thể truyền đạt cho các bạn dễ hiểu và dễ biết nhất được, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Mai mốt mình ví dụ có mình có làm một chiếc Future nào đó, có ai đưa chiếc Future tới làm, mình sẽ quay phim, mình sẽ giải thích chi tiết hơn để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái xe đó. Một cái xe gọi là tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu rồi là các kiểu, nhưng mà nó gây ra cho mình những cái trường hợp mà mình chạy trong đường phố mình tăng tốc gia tốc thứ không được, là nó gây bực mình nha các bạn nha. Rồi
Đây là một chút kiến thức nhỏ nhỏ thôi, hy vọng nó sẽ giúp cái gì đó cho các bạn. Chào các bạn nhé.